Chào mừng tất cả quý khách hàng. Đây là một chiếc xe Land Cruiser nguyên bản, chưa bao gồm lắp đặt những phụ kiện body kit. Thì hình thức nó sẽ là như thế này. Thì lúc nữa thì Văn Hội ta sẽ quay vòng quanh một vòng cho anh chị. Còn sau khi quay vòng quanh xong thì chúng ta sẽ đến với một hình ảnh chi tiết của một chiếc Land Cruiser đã được lắp bộ body kit Trung Đông thì sẽ đẹp và tuyệt vời là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng cập nhật chi tiết ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Toyota Land Cruiser LC300 nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe trang bị khối động cơ 3.5 turbo tăng áp kết hợp với hộp số lên đến 10 cấp cùng nhiều công nghệ an toàn như hệ thống Toyota Safety Sense hay cửa sổ trời này, cảm biến góc trước sau này, đèn pha full LED, xi nhan tuần tự phía trước cũng như camera 360 độ và nhiều công nghệ phụ trợ khác. Ở phần review thì một vòng quanh chiếc xe này, Land Cruiser LC300 cực kỳ là sang trọng, nổi bật, bề thế, động cơ 3.5 turbo tăng áp cho công suất lên đến hơn 400 mã lực, hộp số tự động lên đến 10 cấp. Hộp số tự động 10 cấp thì cực hiếm rồi anh chị ạ. Đèn LED ban ngày, đèn full LED, phanh tự động, nhiều công nghệ an toàn nhập khẩu từ Nhật Bản, hai cầu toàn thời gian. Đây là một chiếc màu trắng ngọc trai. Nào, đúng một vòng luôn. Đẹp như vậy rồi đúng không ạ? Thì bên trong nội thất. Và đây đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser LC300 đã được lắp bộ body kit Trung Đông. Đây là một chiếc màu trắng ngọc trai. Mà anh chị cũng thấy rằng là màu trắng ngọc trai mà lắp bộ body kit Trung Đông lên thì cực kỳ là tuyệt vời đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ thấy gì ở phần phía đầu xe này. Cụm đèn thì full LED rồi. Ở toàn bộ ở mặt ca lăng trước là chúng ta sẽ thay đổi nhá. Trong khi đó là bốn cảm biến trước của chúng ta là sẽ có cái vị trí khác nhau luôn. Có nghĩa là toàn bộ phần phía đầu xe thì chúng ta chỉ giữ lại duy nhất mặt ca lăng, chỗ phần giữa logo đấy. Còn nó sẽ thay toàn bộ anh chị nhá. Di chuyển tiếp sang phần thân nào. Nhìn ngang chúng ta thấy ngay đó chính là cái gáo gương mạ chrome đúng không ạ? Và cái hai cái viền của chắn bùn đó là đã thay toàn bộ này. Cũng như là cái lót lòng vè ở bên trong. Đây anh chị nhìn lót lòng vè bên trong thể thao đây. Thay toàn bộ luôn nhá. Chúng ta sẽ thay hết để cho nó vừa với cái form. Bậc bệ, thay toàn bộ bậc bệ luôn. Bậc bệ của chúng ta sẽ liền khối như thế này. Nếu mà theo xe ấy, thì nó sẽ bị rỗng và sẽ chưa có đèn. Bốn tay nắm cửa cũng vậy. Bốn tay nắm cửa khi lên bộ body kit Trung Đông sẽ được là liền đúc khối mạ chrome. Và logo 70 mai, 70 năm kỷ niệm đấy ạ. Rất tuyệt vời luôn. Nào, chúng ta nhìn thấy cái tay này, tay nó đúc ốp chrome trông rất sang, rất sang, rất tinh tế, hay mạ chrome đấy vậy. Tiếp tục nào. Chúng ta nhìn thấy này. Ở đây thì anh khách hàng còn lắp thêm cái camera hành trình chính hãng của Toyota cơ. Cũng như là thêm nữa là gì nào? Đó là cái thảm sàn 6D. Rất nhiều phụ kiện cho chiếc Land Cruiser này. Và xe này còn được lắp thêm một đôi màn hình gối đầu ở phía sau. Màn hình gối đầu có cái dưỡng liền với cái ghế anh chị nhá. Màn hình có dưỡng liền ghế luôn. Rất sang trọng. Và một bộ cửa hít. Anh chị nhìn này. Cửa tự hít này. Đó, cửa tự hít vào đấy ạ. Rất nhiều chi tiết khác nhau. Ở phía đuôi sau đây. Chắc chắn rồi. Dán phim 3M Cryptolite cao cấp nhất. Logo Twin Turbo này. Hay là toàn bộ 3 đợt sốc sau đã được thay toàn bộ. Bốn cảm biến sau, những cái ốp mạ chrome ở chân hay như logo VXR. Chung là sẽ hết bài luôn đấy ạ. Và gì nữa ạ? Chúng ta sẽ có thêm đó chính là đôi đèn hậu xi nhan tuần tự. Lúc nữa xe di chuyển ra ngoài cổng thì Văn Hội sẽ quay để anh chị nhìn thấy. Bốn tay nắm cửa, tem kỷ niệm 70 năm, ốp gáo gương. Bộ body kit thì sẽ như thế nào? Bộ body kit thì sẽ là rất nhiều chi tiết. Thảm 6D đây. Anh chị nhìn thấy không ạ? Thảm sàn 6D. Trông rất rực rỡ luôn. Trông rất sang. Trông rất sang anh chị nhé. Toàn bộ phần phía đầu xe nổi bật, bề thế, sang trọng. Bộ body kit này của chúng tôi thì đang nhận đặt hàng
lắp sớm, lắp luôn cho anh chị với giá rất hợp lý luôn. Chỉ cần liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền, đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ báo giá cho anh chị cũng như là hỗ trợ lắp đặt cả tận nhà nếu anh chị ở tỉnh xa. Có đội ngũ kỹ thuật viên đến tận nhà để lắp cho anh chị nhé. Body kit Trung Đông và thêm nhiều phụ trợ khác, phụ kiện khác, thảm sàn 6D, màn hình gối đầu, cam ba, cam hành trình hay như là xi nhan tuần tự. Đây, chúng ta sẽ đi ra cái bộ xi nhan tuần tự. Chuẩn bị nào, chúng ta test cái đôi đèn hậu xi nhan tuần tự nhá. Đây, xe di chuyển ra này. Anh chị nhìn thấy này. Nổi bật không ạ? Cực kỳ là nổi bật và sang trọng rồi. Thì khi bật đèn lên này, nó sẽ đuổi. Đèn theo xe chưa có đâu anh chị nhá. Rất sang trọng và tuyệt vời trên chiếc Toyota Land Cruiser LC300 đã được lắp lên bộ body kit Trung Đông, cực kỳ sang trọng và tuyệt vời luôn ạ. Vừa rồi đó chính là chia sẻ review cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Land Cruiser LC300 màu trắng ngọc trai, nội thất be cực kỳ là nổi bật. Đây chính là cái phiên bản mới nhất hiện nay. Xe của chúng tôi đang một lô xe mới sẵn xe đủ màu để giao sớm cho anh chị, kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, bảo hành lên tận 5 năm. Chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn anh chị cũng biết là giá lăn bánh của một chiếc Land Cruiser ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì sẽ có 20 triệu tiền biển số, Hà Nội 12% thuế, Hồ Chí Minh 10% và các tỉnh cũng từ 10%. Thì lăn bánh một chiếc Land Cruiser này sẽ từ ở tỉnh từ hơn 4,7 tỷ, ở Hồ Chí Minh khoảng chưa đến 4,8 tỷ và Hà Nội hơn 4,8 tỷ đồng lăn bánh theo quy định của nhà nước. Còn anh chị nào mà yêu thích thêm đồ chơi, body kit, lắp thêm hay là những phụ kiện, dán thêm như bọc sàn, dán phim chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chi phí tiền thêm sau, hay như cũng như bảo hiểm thân vỏ. Vậy chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy đăng ký hộ kênh, liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để cập nhật những thông tin, review, báo giá mới nhất. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Bye bye!